Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay em trở lại nhà vườn của anh Toàn ở Hậu Giang. Đây, có cái bảng đó, vườn mai vàng của anh Toàn. Có địa chỉ luôn nha, số điện thoại luôn. Wow, bị cái lá cây nó che. Rồi, rồi mình sẽ gặp anh Toàn để giới thiệu mai thành phẩm chơi Tết năm 2023 nha. Rồi, mời anh. Rồi. Chào anh Văn, chào kênh Bonsai Cần Thơ, chào bà con. Hôm nay là đến dưới vườn em là có giao lưu là 20 cây mai, là cũng là clip thứ ba. Cũng cảm ơn bà con, thứ tư, cảm ơn bà con là đã ủng hộ ba clip gì trước. Rất chân thành cảm ơn rất nhiều. Và hôm nay có giao lưu là 20 cây mai giảo Thủ Đức, 10 cây mai chậu 7 và 10 cây mai chậu 5. Dạ rồi, hình thức vận chuyển sao anh? Mình nước vận chuyển là mình bao bà con là 200 km. Rồi, 200 km. Dạ. Bằng xe tải ha? Bằng xe tải. Rồi, em thấy cái đường vô cái vườn của anh là xe tải mấy tấn vô được anh? 5 tấn vô được anh. Wow, dạ, đường rất là rộng quý vị. Dạ. Rồi, một số thông tin về vườn mai của anh Toàn. Bây giờ dạ, mình vô cây số 1 nha quý vị. Rồi, mời quý vị. Rồi, mình bước vô vườn của anh Toàn đây. Đó. À. Rồi, tiếp theo là cây số đầu tiên của bà con, cây số 1A. Khoan khoan khoan, chờ hoài, chờ hoài, cái chờ hoài. Quanh hàng nó thấy được. Rồi, đúng rồi. Rồi, cây số 1 cái gì? Rồi, 1A ha. Cây số 1A bà con ơi. 1A. Đây là mai giảo Thủ Đức của bà con. Thường chậu được 5 ha. Rồi, đo chiều cao luôn anh. Đo thông số ha. Thường chậu 1 năm. Mai giảo Thủ Đức. Chiều cao 1m9 mà con ơi. Chiều cao 1m9. Rồi ngang 1m9 mà con ơi. Rồi. Trước khi xem gốc mình xem nụ cái quý vị. Ôi ôi, hỗ trợ xem nụ anh ta. Quá trời luôn. Còn có con tay à. Đó, anh dẹt lên vậy nè. Dẹt dẹt, nó vậy đó. Đó. Rồi, qua luôn, qua luôn. Vòng qua cây. Rồi, cho xem nụ ạ. Thời điểm nụ gì là ngon ha, êm. Rất là êm. Nụ nó to hả bà con? Đó, trên luôn. Và rồi. Cho quý vị xem trên. Trên đọt. Rồi, giờ mình xem góc nha. Quả số 1A. Rồi, góc có đế luôn bà con. Góc đế bự ha. Rồi, đo thông số bà con ha. Hơn 26, tính 56 bà con ơi. 26, rồi. Khoan nghe, cho em coi cái nha. Góc cạnh nha. Quả. Đó. Cành đóng đều xung quanh ha, quá đã. Rồi mã số 1A. Rồi quen vòng rồi báo giá cho mẹ luôn. Rồi cây số 1A mình vô lưới bà con là giá 4,5 triệu bà con ơi. Mình bao phí bà con là 200 km ha. 4,5 triệu. Rồi tiếp theo cây số 2. À, à số 2. Giờ anh cứ đi qua đi. Rồi mã số 2 đây. Rồi cây số 2 ha. Rồi, tán ngang. Rồi, ngang 2m bà con. Tán ngang 2m. Rồi, cao cao 1m9 nha. Cao 1m9 luôn. Xem góc nha. Đo thông số bà con ha. Đo luôn. Rồi, 26 bà con ơi. 26 nha. Xem cốt nha. Mã số 2A nha. Nụ là rất to ha. Mai giảo Thủ Đức thường chậu 1 năm.
Rồi em xem nụ sơ sơ. Mã số 22 nha quý vị. Coi nè. Rồi quay vòng rồi báo giá chứ. Rồi cây số 2A mình giao lưu với bà con là giá 3,5 triệu bà con ơi. 3,5 triệu. Rồi tiếp theo là cây số 3A. 3A. Đây. Đây này. Rồi tàn ngang 2 mét bà con ơi. Tàn ngang 2 mét. Tròn ha, rất là tròn. Ôi cao mới chín bà con ơi. Ngang 2 mét cao mới chín. Xem đế luôn. Này đế nở đều nữa nở cho không bà con. Rồi đó luôn. Rồi đó số luôn ha. Hai mươi sáu bà con ơi. 26 nha, hoành 26. Rồi xoay nhẹ giùm em. Cốt cành luôn rồi coi. Cái gì thấy cái nhánh nè. Sàn ngang rất là đẹp luôn. Nụ thì nó dừa thôi, nụ dừa. Ôi, mình cây số 3A mình giao lưu với bà con là giá 4 triệu bà con ơi. Giá 4 triệu. Rồi, số... tiếp theo là cây số 4A. Tiếp theo. Ồ, cây này nó đặc tàng bà con. Quá trời con cục luôn rồi. Mà số 4 à. Dễ dàng ha. Rồi tăng ngang 1m9 bà con ơi. Rồi tăng ngang 1m9. Ôi, cao mới chín luôn rồi con ơi. Cao mới chín. Cho nụ sơ sơ coi, khoan nha, để chú. Cái gì thấy hả? Đừng chứ, đừng chứ thôi. Xung quanh luôn. Nụ rất to hả bà con? Đế luôn. Này có đế nha. Có đế nở hết trơn bà con. Đế... dữ lắm đấy. Rồi đó luôn. Rồi 26 luôn bà con ơi. Đó thôi. Sao 26 không gì vậy? Cái gì tin tưởng nhà vườn ha. Hồi anh Toàn ngồi bên trái em á. Gì đó hả? Ừ, em mới thấy được. 26. Này cái đế bà con. Đế nổi bự lắm. Dưới nè. Tàn đặc ha, là quá nhờ đặc luôn. Nhờ cái cành này, mấy cái cành này. To to không ha. Xem lại đế ha. Đế gốc nở luôn ha. Rồi, báo giá luôn. Rồi, cây số 4A giao lưu với bà con là giá 5 triệu bà con. 5 triệu. Rồi, tiếp theo là số 5A. Qua đây, cứu qua. Đó, số 5 mà. Rồi, tàn 2m1 rồi con ơi. Ngang 2m1.
cao trời quá. Rồi cao 1m9 rồi con ơi. Cao 1m9. Ồ, cây nụ quá trời nụ luôn rồi con. Nụ dữ lắm nụ nha. Có đế luôn nè. Quá trời của đế luôn à. Đế đế. Quá. Quá trời đế luôn à. Rồi đó luôn. Hơn 29-29 bà con ơi. Rồi 29. Yeah. 29. Rồi, trời cốt luôn nè. Rồi cốt luôn hả? À, phải vậy. Đang nói cốt cành đó mà. À. Coi ghê quá trời cái đế ha, đế mà nụ nhiều nữa ha. Đâu nụ nhiều đâu, để coi thử coi. Ngốc trời. Hỗ trợ coi thử. Ôi ôi, khoan khoan nha, để nguyên. Nó chưa có to lắm cái gì mà nó đặc dữ lắm. Quá nụ à, nó chưa to hơn mà nó rất nhiều. Nè, coi nè. Nó đặc thừ luôn. Đó, nhỏ 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 gì đó. Coi nè. Đang lên nụ rồi con. Từ từ, để nguyên, để nguyên. Đó. Nụ là rất nhiều luôn á. Nhánh chành nè. Rồi. Xung quanh luôn á. Rồi, báo giá giùm em luôn. À, cây số 5A là 6 triệu bà con. Này có đế ha. 6 triệu. Rồi, tiếp theo cây số 87 tên nữa. Rồi, tạm ngưng kêu gì. Rồi, cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây số 6A bà con ơi. Wow, quá trời, cái củ cây này quá trời củ ha. Nụ to mà xương ấy luôn nè. Rồi cứ quay đi nha, cứ quay. Đây nè, nó cái cành đó xung quanh nó cái gì? Cành nó cũ quá, đế luôn. Trời nha, trời cũ nè. Quay quay nữa, quay nữa, quay nữa. Chút. Đem cho tắt ngang bà con, nãy chưa đo nè. Rồi, tán ngang 1m9 rồi con ơi. Tán ngang 1m9. Rồi, cao 1m9 luôn rồi con ơi. Rồi. Giờ tới đo gốc nè, đo đi. Và số 6 à. Rồi, hoành 25 rồi con ơi. Hoành 25. Rồi đó, củ cho bà con coi ha. Quá trời, củ rồi. Rồi, củ 39-38 này ha. Yeah. Quá củ rồi. Rồi, báo giá luôn. Rồi, cây 6A mình vô luôn bà con nè, 5 triệu bà con ơi. 6A, 5 triệu. Đọc số điện thoại là anh Toàn ơi. Số điện thoại của em là 0988 866224. Địa chỉ của em là ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Rồi, tiếp theo cây số 7A. Ồ, cây này tàn nó lùn mà quá trời, tàn ngang bà con. Lực ha. Rồi, ngang 2m2 bà con ơi. 2m2. Bán ngang. Cao 1m7 rồi con ơi. Cao 1m7. Có nụ nghe, có nụ nghe. Khoan khoan nó quay, khoan quay. Nụ nụ quý vị ơi. Đi quá. Đây. Rồi ôi, còn nữa nè. Không lẽ coi hết luôn chứ. Quá. Wow. Quá trời, cái này à. Lô mai của em là đều là gốc nhỏ cho bà con. Có củ hết trơn ha. Củ thì cả chiếm có 60%. Rồi đo trước đi. Dạ. Và số 7 à. 26 bà con ơi. 26 nha. Rồi em xem cốt cành cái.
mình đo cây là đo thích trên không ha, không có đo thích dưới. Dưới chắc cũng thêm một hai phân ạ. Rồi cây số 7A mình giao lưu bà con là 5 triệu bà con ơi. 5 triệu mã số 7A. Tiếp theo là cây số 8A, giờ xin đây rồi. 8A ha. Rồi mã số 8A. Ờ 8A. Cái ma này tàn là rất đặc tàn ha, kẹo ha. Đặc biệt cái lô mai là bông rất đẹp bà con. Rồi, rồi đo chiều cao luôn. Đo chiều con số ngang cao ngàn luôn bà con. Rồi, tới ngang mét 8 bà con ơi. Rồi, chiều cao mét 8 luôn. Rồi. Cũ hết cái xương đó nè quý vị đó. Đó đều xung quanh luôn, coi cũ cả, cứ quay đi đó. Nở ha. Rồi đó luôn. Rồi tiếp theo đó luôn, mã số 8A. Rồi, 26 bà con ơi. 26. Quay chút nè, quay chút nè. Thấy cốt cành luôn. Nè, quý vị xem ha. Rồi, cái 8A giao lưu với bà con là giá 4 triệu rưỡi bà con. 4 triệu rưỡi. Rồi, tiếp theo là cây 9A. Ủa chính này lên chưa? Đây nè. Đây chụp. Tiếp theo là cây 9A bà con ơi. Đưa tới ngang ha. Rồi ngang 2 thước bà con ơi. Rồi ngang 2 mét. Nó ngang 2 mét luôn. Chiều cao 2 mét. Đây cho quý vị xem cái cành nè. Đâu anh quay thử ra. Đó, cái cành đó. Quá dướng rồi. Dướng cái tàn. Tranh thủ rồi, tranh thủ coi cái đế luôn. Rồi, đo luôn cái này. Mã số 9 nè. À. 25 bà con ơi. 25 nha. Rồi quý vị xem cái cốt cành đỡ giùm em nha. Quay nó dướng cái tàn nó dướng cây cái bên khó quay quá. Đó thấy không? Rồi. Rồi cây số 10A mình giao lưu bà con là giá 4 triệu rưỡi bà con. 9A. 9A. Này 9A nha. 9A giao lưu bà con là 4 triệu rưỡi bà con. 4 triệu rưỡi quý vị. Ờ tiếp theo là cây số 10A. Nhánh rất là đều. Ờ đúng rồi, 10A. Không, qua bên kia, một là đồng giá bên kia. Rồi cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây số 10A. 10A bà con ơi. Tàn rất là tròn. Rồi. Rồi tàn ngang 2m2 bà con ơi. Rồi. Chéo quá ta. Rồi cao 2 thước bà con ơi. Rồi. Tính mít chín thôi. Khoan, để em dư xem quá cái nha. Đợi chút. Mã số 10A quý vị ơi. À, đồ em không? Xung quanh à, nhẹ vậy thôi anh. Nhẹ.
Được rồi. Không gì thấy ha. Không. Nó đều. Đồng giáo chỗ năm bên kia. 11 bên kia. Ảnh à, ảnh đang nói với cây kia. Mấy anh ginh cây nghe quý vị. Rồi, em xem góc nha. Rồi, xem góc nè. Chưa chưa, lỡ rồi xem luôn cốt cạnh luôn. Đó. Chưa chưa, khoan khoan khoan, khoan ở đó. Cành đóng dây đặc khúc này nè, đã ha. Rồi, đó luôn. Số luôn rồi con ha. Hai mươi bốn rồi con ơi. 24. Rồi, cây số 10A mình giao lưu với bà con là giá 5 triệu 2 bà con ơi. 5 triệu 2, số 10A. Rồi, mời cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo 11A. Rồi, cây tiếp theo. Tiếp theo là từ cây số 11 tới cây 20 là mình bán đồng giá bà con. Đồng giá luôn. Chỗ số 5 đồng giá là cây 1,5 triệu bà con. À, đồng giá 1,5 triệu. Từ số 11 tới số 20. À, chậu 5 ha. Dạ, chậu 5. Wow. Rồi, đòi tới ngang luôn. Rồi, anh cứ đo đi. Em coi nụ cái này. Rồi. Yêu lắm nha. Rồi, ngang 139 rồi con ơi. Chỗ cao 138. À, con nụ này nó nụ dữ ha. Nè. Nè quý vị. Đó, ờ đúng rồi đó, quay nhẹ vậy thôi. Vậy mới thấy nụ được ha. Wow. Rồi, xem góc luôn. Đồng giá 1,5 triệu quý vị ơi, mã số 11A nha. Rồi đó giờ mẹ. Rồi quanh 20 bà con ơi. Quanh 20. Rồi. Đợi chút. Clip này để đồng giá ha. Dạ, đồng giá. 1.500k. Rồi tiếp theo cây số 12A. 12A. Rồi 12A nữa nó bể xù bà con. Một xù nách chân ha, bể xù nè. Đồng giá mà mua hết hết 10 cây luôn có giảm không anh? À, mua hết 10 cây giảm mỗi cây 100.000 bà con ơi. Wow. Có giá sỉ luôn nghe quý vị. Ngang 130. Cao 1,5 m. Rồi. Nó có lỗ luôn nè. Đo lại ôi, đó. Ôi lỗ bà con ơi, 142. Cao 1,5 m. Bán ngàn cái ha, 142 đúng không? Dạ. Cái mai này bể xù rồi con. Xù và xù và có đế luôn ha. Có đế. Có đế nha. Dạ. Đây, đó luôn. Rồi 19 bà con ơi. 19 nha. Bây giờ anh quay vòng giùm em. Đó. Cốt cành luôn ha, quý vị xem ha. Đó cũ rồi, mình không có cũ ha. Rồi 1,5 triệu luôn ha. Rồi, mã số luôn. 12 ha. Cây nào cũng 1,5 triệu ha bà con. Tiếp tục. Rồi, tiếp theo cây 13A. Tất cả là chậu 5 quý vị, 10 cây chậu 5. 10 cây chậu 5. Ngang 1,4 m. Cao 145. Rồi quanh 21 rồi con ơi. 21. 21 tính 20 luôn. Nó hơi siêu siêu ở đoạn dưới ha. Rồi thẳng lên đoạn trên. Cùng một lô cái gì nên bán đồng giá luôn. Đồng giá mà 1,5 triệu bà con. 1,5 triệu hết. Rồi cây tiếp theo. Tiếp theo cây số 14A. 14A. Ngang 139. Cao 145.
Rồi chị hao hết trơn bà con, cứ bà con yên tâm đi ha. Rồi đâu luôn anh. Rồi 18 bà con ơi. 18 nha. Rồi anh quay nhẹ giùm em nghe. Rồi, có gì xem cốt cành giùm em ha. Rồi đồng giá 1,5 triệu luôn. Rồi tiếp theo cây số 15A. Tiếp theo. Đều là mai giả Thủ Đức ha. Rồi đều là mai giả Thủ Đức bà con. Rồi đo chiều cao tán ngang đi. Quả số 15 ạ. Ngang 142. Con cao này khó quá. Thì lấy thước cho nó khỏe. Chắc cu. Rồi. Rồi ngang 1,5 bà con ơi. Rồi. Đấy, chiều cao anh chưa đó. Chiều cao chưa đó. Chiều cao. Cao 1m28 nha. Rồi. Xem nụ sơ sơ nè. Để chút nha. Xem phóng đi. Okay. Xem nụ ok. 15A nha. Chi cành là rất to mà con. Xương to to không à. Rồi, đó đi. Rồi, 19 bà con ơi. 19 nha. Rồi, quay giùm em vòng. Xem cốt cành nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây số 16A. Đọc số điện thoại anh Toàn ơi. Rồi, số điện thoại của em là 0988-866-224. Anh Toàn, địa chỉ mình ở là ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Mình giao bà con là 200 km bà con. Rồi tới ngang 1m3, cao 1m3. Miễn phí ship ha, 200 km. Giao bằng xe tải nha quý vị. Rồi ngang 1m4 bà con ơi. Xương to to không ha. Rồi đó luôn. Rồi, 20 yếu tính 19 nha. Dạ. Rồi, 1,5 triệu luôn ha. Rồi, đồng giá 1,5 triệu luôn bà con. Rồi, tiếp theo cây số 17A. Rồi, cao 1m4. Cao 1m4. Rồi, có ngang 1m4 luôn bà con ơi. Rồi. Bán cho bà con dễ lựa luôn, đồng giá luôn, muốn lựa cái nào lựa thoải mái. Nụ nha. Rồi, đó luôn. Ai lỡ tới vườn giảm cây 200.000 bà con. Quá. Wow. Nó vườn tự chở cho giảm 200.000. Rồi, 19 yếu tính 18 rồi bà con ơi. Rồi. Trừ hao cho nó chịu dễ. Như vậy là nếu mua chục cây thì mỗi cây giảm 100. 100.000. Rồi, hai, tới nhà giảm thêm 200 tự chở. 200 cây nữa. Rồi. Trời ơi, vậy là giảm tới nếu mà ai tới nhà mà mua nhiều quá quý vị. Dạ. Là cây giảm 300, quá dữ. 200 à? Nhiều 200 à. Mua nhiều thì chục cây. Thì chục cây đó. Vậy là ok, 300 đúng rồi. À. Rồi, đúng rồi, đúng giá rồi, đúng rồi. Mua chục cây ta tính chục cây giảm 100. Chính xác. Toán tính không ra. Rồi, 1,5 triệu luôn quý vị. 1,5 triệu luôn bà con ơi. Rồi, mời. Nói chưa vui đi, mệt đó, nói chưa vui đi. Rồi, tiếp theo 19A.
18A chứ. 18A. Tiếp theo 18A. Đây, cây này đây. Chút xíu mất đoàn kết trên clip rồi thấy không? Ôi, ngang 1m45. Rồi, 1m45. Ồ, cây này đẹp quá con. Cao 1m50. Rồi. Ồ, cây này nụ quá. Đâu, ê, khoan, để coi nụ cái. Cái màn coi nụ này nó hơi mất thời gian quý vị ha. Quý vị thông cảm em nha. Chỉ có xem hộ em múc đi. Có cây lá nó nhiều nhưng mà nụ cũng đã lắm. Dạ. Phải dập ra, hơi lâu lâu. Rồi. Rồi, đo luôn. Rồi, đo luôn số bà con luôn ha. Rồi, 18 bà con ơi. 18 nha. Rồi. Đồng giá mà quý vị có thể lựa từng cây nè, quá đã lên. Đây. Cốt cành này nha. Nói chung là cốt cành bà con yên tâm đi, nó to to cơ mà. Thân nó hơi nhỏ thiệt nhưng mà cái cốt nó bự, cái xương nó cành nó bự. Rồi, 1,5 triệu luôn. Tiếp theo cây số 19 rồi con ơi. Rồi, mời cây tiếp theo. Rồi, 19A. Tới cho nút. Rồi, tới rồi đó. Rồi, rồi. Rồi anh tính đi. Rồi, 1m3. 1m3 nha, 8 ngàn. Cao 1m47. Rồi. Khoan, đây. Lại tiếp tục cái màn xem nụ. Thấy nhỏ vậy chứ nụ dữ lắm. Nụ thì còn nhỏ ha, mà đều. Nó cũng đang lên nụ các bà con. Đang lên. Mình đang xử lý. Đây. Để luôn. Đo luôn. Rồi. Rồi, 20, tính 19 luôn. Bớt đi bớt phân đi dễ chứ giờ đâu trừ ham hết đi. Ôi tiếp theo cây số 20 bà con ơi, bán dễ dễ bà con luôn. Rồi mã số 20 lửa nào lửa là cây này đây. Ôi ngang 1m49 bà con ơi. Cao 1m40. Xem nụ nghe, xem nụ, khoan. Từ nghe, khoan hết xoay nha. Rồi, xem góc. Đo luôn đó, đo luôn, đo hả quầy. Rồi, 18 rồi con ơi. 18 luôn. Rồi nè, đó, cốt cành đây. Rồi, cây 20 nha, 1,5 triệu luôn. Rồi, chào bà con anh ơi. Rồi, chào bà con. Rồi, cuối clip là chúc bà con thật vui vẻ và mang phát đạt. Nhìn vô em nè, nhìn chỗ này nè. Quên rồi. Rồi, chúc bà con một ngày mà phát đạt ha, và thành công trên cuộc sống. Rồi, số điện thoại của anh Toàn. Rồi, số điện thoại em là 0988-866-224. Em tên Toàn. Rồi anh nói vận chuyển rồi. Rồi mình vận chuyển mình là giao bằng xe tải bà con. Là mình bao phí là 200 km. Rồi. Từ Hậu Giang trở ra. Rồi. Dài dài xuống. Rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tại vườn mai của anh Toàn. Và anh có rất nhiều cây quý vị, nghe nói 600 cây lận. Thì có nhớ ý là bán sỉ cho quý vị. Quý vị nào đem xe tới nhà ảnh thì khoảng xe 5 tấn chạy được. Nhiều cây lắm quý vị ơi, còn nhiều cây chưa quay. Và ngõ ý bán sỉ ha, có thể giảm giá rồi tới nhà còn giảm giá nữa. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.